Xin chào các bạn. Thông tin về việc binh sĩ Bắc Triều Tiên lần đầu tiên tiếp cận với nội dung phim người lớn khi được truy cập Internet trong bối cảnh chiến trường tại Nga đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Những hình ảnh được lan truyền trên nền tảng X về sự việc này vẫn đang được kiểm chứng. Điều này cho thấy một thực tế thú vị về sự khác biệt văn hóa và mức độ hạn chế thông tin của những người lính trẻ đến từ một trong những quốc gia kiểm soát Internet nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Lần đầu tiên tiếp cận tự do Internet, một trải nghiệm chưa từng có. Đối với nhiều binh lính Bắc Triều Tiên, đặc biệt là những thanh niên khoảng 20 tuổi, việc tiếp cận với Internet không bị kiểm soát là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và đầy kích thích. Triều Tiên là một trong số ít quốc gia có chế độ kiểm duyệt nghiêm ngặt nhất, nơi người dân chỉ có thể truy cập vào một mạng nội bộ rất giới hạn, gọi là cơ quan Yong, trong khi Internet toàn cầu gần như không thể tiếp cận được với người dân thường. Điều này đồng nghĩa rằng phần lớn binh sĩ Bắc Triều Tiên có thể chưa từng nghe nói tới, chứ chưa nói tới là việc xem nội dung người lớn trước khi rời khỏi đất nước tham chiến. Sức hấp dẫn của nội dung người lớn đối với những người trẻ. Với độ tuổi 20, thời kỳ mà sự tò mò và ham muốn sinh lý của con người đang ở đỉnh cao, việc tiếp cận với nội dung phim người lớn không chỉ là một trải nghiệm mới mẻ mà còn có thể mang lại một cảm giác giải tỏa nhất định. Đối với những binh sĩ trẻ này, vốn đã sống trong một xã hội khép kín với rất ít hoặc không có cơ hội tiếp cận những nội dung giải trí tự do, việc truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt giống như việc mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Điều này có thể lý giải tại sao họ lại đặc biệt tò mò và bị cuốn hút bởi các nội dung người lớn, vốn được xem là bình thường ở các quốc gia tự do, nhưng lại là điều cấm kỵ và hoàn toàn xa lạ trong xã hội Triều Tiên. Sự thích thú và bất ngờ mà họ trải qua khi lần đầu tiên được tiếp cận loại hình giải trí này có lẽ là một sự pha trộn giữa cảm giác hồi hộp và tò mò. Một điều mà họ chưa từng được trải nghiệm trong môi trường sống bị kiểm duyệt chặt chẽ. Tác động tâm lý và hành vi của binh lính. Sự tiếp cận đột ngột với một loại nội dung giải trí hoàn toàn mới có thể tác động tới tâm lý và hành vi của các binh sĩ. Trong môi trường chiến tranh căng thẳng, việc có cơ hội được truy cập vào những thứ mà họ vốn bị tước đoạt có thể mang lại cho họ một cảm giác giải tỏa tạm thời. Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn tới sự phân tán tinh thần khi binh lính dành thời gian cho các hoạt động không liên quan tới nhiệm vụ. Từ đó có thể ảnh hưởng tới tính kỷ luật quân đội. Ngoài ra, sự mâu thuẫn giữa nền văn hóa khép kín của họ với thế giới mở rộng mà họ bất ngờ được tiếp xúc có thể gây ra cảm giác bối rối hoặc thậm chí là xung đột nội tâm. Đây là một vấn đề không chỉ mang tính cá nhân, mà còn có thể ảnh hưởng tới tinh thần chung của cả đơn vị. Việc binh sĩ Bắc Triều Tiên lần đầu tiên được tiếp cận với Internet tự do và khám phá những nội dung người lớn là một minh chứng cho sự khác biệt văn hóa sâu sắc và mức độ kiểm soát thông tin nghiêm ngặt mà họ phải chịu đựng ở quê nhà. Ngoài xem nội dung người lớn thì binh sĩ Bắc Triều Tiên còn có một món ăn rất đặc biệt, đó là thịt chó đóng hộp. Thông tin về việc binh sĩ Nga ăn bánh mì của họ với thịt chó đóng hộp từ binh sĩ Bắc Triều Tiên, cùng với những phản ứng trái chiều từ chính các binh sĩ Nga, đã tạo nên một làn sóng bàn tán trên mạng xã hội. Những hình ảnh lan truyền gần đây trên nền tảng X chưa được kiểm chứng độc lập về món thịt cầy đóng hộp của binh sĩ Bắc Triều Tiên trên chiến trường. Những video được chia sẻ cho thấy sự bất ngờ, thậm chí là bất bình từ phía binh sĩ Nga khi chứng kiến các đồng đội Bắc Triều Tiên của họ sử dụng loại thực phẩm này. Sự khác biệt về văn hóa và thói quen ẩm thực. Thịt chó từ lâu đã là món ăn phổ biến tại Bắc Triều Tiên, đặc biệt là trong bối cảnh khan hiếm lương thực. Đối với người dân Bắc Triều Tiên thì thịt chó không chỉ là một loại thực phẩm mà còn được coi là một nguồn dinh dưỡng giàu protein. Thậm chí vào năm 2007, tôi còn nhớ là đã có một nhà hàng Triều Tiên ở quận 1, Sài Gòn, tên là Tắc Đông Gan, chuyên phục vụ món thịt chó. Trong khi đó, đối với hầu hết các quốc gia, đặc biệt là Nga và các nước phương Tây, việc ăn thịt chó vẫn là điều cấm kỵ về mặt đạo đức và gây tranh cãi mạnh mẽ.
Việc các binh sĩ Bắc Triều Tiên ăn thịt chó đóng hộp ngay cả khi tham chiến trên đất Nga cho thấy sự duy trì các thói quen ẩm thực từ quê hương, bất chấp bối cảnh chiến tranh và sự có mặt của các lực lượng nước ngoài. Điều này có thể phần nào giúp họ duy trì cảm giác quen thuộc và ổn định tinh thần giữa môi trường chiến đấu căng thẳng. Những video ghi lại phản ứng của binh sĩ Nga khi chứng kiến đồng đội Bắc Triều Tiên của họ ăn thịt chó cho thấy sự bất ngờ, thậm chí là phản cảm. Với lính Nga thì thịt chó không phải là thực phẩm quen thuộc và việc ăn nó có thể gây ra cảm giác phản cảm hoặc khó chấp nhận về mặt đạo đức. Tuy nhiên, trong điều kiện chiến tranh, khi nguồn cung cấp thực phẩm có thể bị hạn chế, có vẻ như một số binh sĩ Nga đã sẵn sàng chấp nhận bất kỳ loại thực phẩm nào có thể ăn được, dẫn tới những cảnh tượng như vậy. Khi phải chiến đấu chung với các binh sĩ có nền văn hóa rất khác biệt, các binh sĩ Nga có thể cảm thấy khó chịu hoặc thiếu thoải mái, ảnh hưởng tới tinh thần đồng đội và khả năng hợp tác chiến đấu. Tuy nhiên, đây cũng có thể là cơ hội để họ học cách thích nghi và tôn trọng lẫn nhau, dù cho điều đó có thể mất thời gian. Các binh sĩ Nga và Bắc Triều Tiên hãy thử kết hợp thịt chó đóng hộp với lại là mắm tôm và lá mơ. Một thông tin nổi bật có liên quan đó là quân đội Ukraine vừa có một cuộc đụng độ đầu tiên với các đơn vị Bắc Triều Tiên tại Nga, theo nguồn tin từ các quan chức Ukraine. Vào ngày 5 tháng 11, Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận rằng quân đội nước này đã đối đầu với các đơn vị Bắc Triều Tiên vừa được triển khai để hỗ trợ Nga. Cuộc giao tranh diễn ra ở khu vực biên giới Kursk của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umarov cho biết đây là lần đầu tiên quân đội Ukraine chạm trán với các đơn vị Bắc Triều Tiên được đưa tới nhằm hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Theo ông thì cuộc đụng độ này đánh dấu bước khởi đầu cho sự tham gia trực tiếp của Bình Nhưỡng vào cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ sau đệ nhị thế chiến. Umarov, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình KBS của Hàn Quốc, cho biết rằng các cuộc đụng độ diễn ra ở quy mô nhỏ và các binh sĩ Bắc Triều Tiên đã trà trộn vào lực lượng Nga, dẫn tới khó khăn trong việc phân biệt qua trang phục. Điều này cũng khiến việc xác nhận số lượng thương vong của binh sĩ Bắc Triều Tiên trở nên khó khăn hơn. Ông dự đoán rằng khoảng 5 đơn vị Bắc Triều Tiên, mỗi đơn vị có khoảng 3.000 binh sĩ sẽ được triển khai tới khu vực Kursk. Andriy Kovalenko, người đứng đầu bộ phận chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh Ukraine cho biết, quân đội nước này đã bắn pháo vào lực lượng Bắc Triều Tiên tại khu vực Kursk. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về tình hình. Phương Tây từ lâu đã nói rằng Bắc Triều Tiên có thể gửi quân tới hỗ trợ Nga tại vùng biên giới Kursk, nơi xảy ra cuộc tấn công lớn của Ukraine cách đây 3 tháng, khiến Mạc Tư Khoa bất ngờ. Theo các đánh giá tình báo từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Ukraine, Bình Nhưỡng có thể đã triển khai tới 12.000 binh sĩ theo một thỏa thuận bí mật với Mạc Tư Khoa. Lầu Năm Góc cũng báo cáo rằng hiện có ít nhất 10.000 quân Bắc Triều Tiên đang hoạt động ở gần biên giới với Ukraine. Báo cáo từ Hội đồng Đối ngoại Châu Âu, một tổ chức nghiên cứu quốc tế, cho thấy Bình Nhưỡng có thể sẽ tiếp tục tăng cường quân số từ lực lượng 1,3 triệu binh sĩ của mình để gửi sang Nga. Báo cáo này nhấn mạnh rằng sự tham gia của quân đội Bắc Triều Tiên vào xung đột ở châu Âu lần đầu tiên sau nhiều thế hệ sẽ có tác động lan tỏa sâu rộng, vượt ra khỏi giới hạn ở châu Âu. Dù gặp thách thức về ngôn ngữ và học thuyết quân sự khác nhau, sự hiện diện của lực lượng Bắc Triều Tiên tại Nga được cho là một sự thay đổi đáng kể trong quan hệ an ninh giữa châu Âu và châu Á. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của các binh sĩ Triều Tiên chưa được kiểm chứng, sự can dự của họ đang tạo thêm áp lực trên chiến trường Ukraine, đặc biệt là ở khu vực Donetsk. Gần đây, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trên nền tảng X rằng Nga đang đẩy mạnh tiến công ở Donetsk với việc giành được lợi thế lên tới 9 km trong một số khu vực. Nga có lợi thế về quân số và dù chịu nhiều thương vong, chiến dịch tuyển quân gần đây vẫn giúp Điện Kremlin duy trì áp lực lên Ukraine. Trong năm qua, Nga đã nắm thế chủ động trên chiến trường. Ukraine đã nhiều lần chỉ trích rằng viện trợ quân sự từ phương Tây tới quá chậm, ảnh hưởng tới khả năng phòng thủ của nước này. Hồi đầu tháng 10, Nga đã chiếm lại thị trấn Vuhledar, một vị trí chiến lược tại miền đông, đẩy quân đội Ukraine ra khỏi các tuyến phòng thủ quan trọng.
Mục tiêu tiếp theo của Nga có thể là bao gồm các trung tâm hậu cần quan trọng như Pokrovsky và thành phố chiến lược Chasivya. Trong khi đó, các cuộc tấn công từ xa của Nga vào các khu vực dân sự của Ukraine vẫn tiếp diễn. Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, lên án các cuộc tấn công này và kêu gọi các đồng minh phương Tây phải có lập trường cứng rắn hơn để ngăn chặn Nga. Đó là bình luận mới nhất của kênh chúng tôi về việc lính Triều Tiên ăn thịt chó và xem phim người lớn. Bên cạnh đó là cuộc đụng độ đầu tiên giữa các binh sĩ Ukraine và lính Bắc Triều Tiên. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy bấm nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.